3 năm trước, Lâm Tây viết status xin thử việc U23 Việt Nam, sai chính tả. Giờ ôm cột dọc khóc hết nước mắt. Bức tâm thư viết chữ thiếu dấu, sai chính tả, Đặng Văn Lâm chia sẻ trên mạng năm 2015, hiện được chia sẻ lại. Nhiều dân mạng ngưỡng mộ khát khao chơi bóng của thủ thành 25 tuổi. Trận chung kết trên sân Mỹ Đình một lần nữa khẳng định tài năng của thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Chàng thủ thành 25 tuổi thi đấu xuất sắc, cản phá nhiều tình huống nguy hiểm và giữ sạch mạng lưới cho đội nhà. Ở trận đấu này, Văn Lâm có hai tình huống trực tiếp cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, sự ổn định, tập trung của Lâm Tây giúp các cầu thủ tuyến trên hoàn toàn có thể yên tâm. Cựu thủ môn Văn Hạnh có lý do để nhận định, trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần để thua vì sai lầm khó hiểu của các thủ môn. Nhưng ở giải đấu năm nay, Văn Lâm đáng được ca ngợi vì có rất nhiều đóng góp. Khi trọng tài người Iran thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Việt Nam ôm lấy nhau chia sẻ niềm sung sướng tột độ. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn lặng lẽ ở khung thành. Anh cởi găng tay và tựa đầu vào cột dọc đầy xúc động. Hai thủ môn dự bị của đội tuyển là Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh đã chạy tới ôm lấy Văn Lâm, chúc mừng anh. Khi hai người đồng đội đã rời đi, Văn Lâm một lần nữa tiến về cột dọc, Lâm Tây ra dấu hiệu cầu nguyện rồi gục xuống bật khóc. Anh ôm mặt che đi những dòng nước mắt hạnh phúc, vậy là ước mơ của anh đã trở thành hiện thực. Người ta bất ngờ đào lại dòng trạng thái của thủ môn Lâm Tây cách đây 3 năm, được một pay về bóng đá chia sẻ, kèm nhận định, những khát khao cống hiến cho tổ quốc của Văn Lâm ngày nào đó, đến bây giờ đã được thỏa mãn rồi. Dòng bày tỏ nỗi lòng của chàng thủ môn Lai Việt Nga, khi đó 22 tuổi. Ở Việt Nam được 5 năm nhưng viết tiếng Việt không giấu còn mắc lỗi chính tả, khiến dân mạng vừa khen dễ thương vừa cảm thấy xúc động. Tháng 5 năm 2015, Văn Lâm lên mạng gửi bức tâm thư tới huấn luyện viên trưởng Tsuya Miura, bày tỏ mong muốn được thử sức ở U23 Việt Nam trước thềm SEA Games. Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ. Vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games. Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa. Hết, mọi người report chia sẻ giùm Lâm với. Dù Lâm đẻ ra ở Nga, nhưng bố của Lâm là người Việt Nam. Lâm có hộ chiếu Việt. Lâm biết nói và đọc tiếng Việt. Lâm sống 5 năm ở Việt Nam. Về chuyên môn, Lâm không yếu. Từng được đào tạo các câu lạc bộ nổi tiếng bên Nga. Văn Lâm bày tỏ mong muốn trong tâm thư gửi huấn luyện viên trưởng Tsuya Miura. Năm 2011, Đặng Văn Lâm trở về Việt Nam, chơi trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai nhưng không có nhiều cơ hội. Chinis được gọi lên U19 Việt Nam xong không để lại dấu ấn. Chinis sau đó sang Lào, chơi cho Hoàng Anh Atebu. Năm 2014, anh trở về Nga và viết tâm thư vào năm 2015 vì lý do chịu không nổi được nữa khi thấy các bạn đang tập mà không có mình ở đấy. Ông Miura không đồng ý. Tuy nhiên, bức tâm thư đã giúp Văn Lâm trở lại V-League lần thứ hai trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng. Trước bức tâm thư 3 năm trước của Đặng Văn Lâm, nhiều dân mạng bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam của anh. Và chính sự quyết tâm ấy đã giúp chúng ta có được chiến thắng sau 10 năm chờ đợi. Thủ thành điển trai chính là nhân vật được người hâm mộ cảm ơn nhất sau trận đấu lần này.